trả lời lan man, Bộ trưởng Tài chánh bị nhắc liên tục trong phiên chất vấn. Không dưới 3 lần Chủ tịch Quốc hội phải nhắc nhở và nắn gân Bộ trưởng Bộ Tài chính đi vào trọng tâm vấn đề khi trả lời chất vấn đại biểu sáng ngày 16 tháng 11 năm 2017. Tổng bí thư cho đẻ khốn nạn Nguyễn Phú Trọng là Trọng Lũ đã cho tờ báo đăng lên rằng phải ngăn chặn tình trạng chán đảng, khô đồn, nhạt chính trị. Trời đất quỷ thần ơi! Trong chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng, thằng chó đẻ đầu bạc Trọng Lũ đã kiểm tra tình hình và nó đã nói rằng là bây giờ phải ngăn chặn tình trạng chán đảng, khô đồn, nhạt chính trị. Tao theo Tàu Cộng rồi đó, tụi bay làm gì tao? Tụi bay bây giờ tụi bay chán, tụi bay bất mãn phải không? Đuổi tụi bay đi hết. Khỏi cần. Đuổi mẹ nó đi hết đi. Đâu cần đâu. Khốn kiếp thiệt. Vật vã kêu oan giữa công đường. Vàng giả của Tàu Cộng tuồn vào Việt Nam lừa cả tiệm vàng. Chị ơi, cái này chị nói hồi năm ngoái rồi. Ngày 17 tây tháng 11 2017, Đại tá Lê Duy Tuấn, trưởng công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết đang vào cuộc điều tra một số tiệm vàng kinh doanh vàng bạc tại các địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội đã bị lừa mua vàng giả của Tàu Cộng tràn lan có thể lên gần cả 3 tấn vàng hóa chất. Các bạn thấy vui không? Cái này Lisa đã nói rồi nha. Các bạn thấy bản tin không? À, đó bây giờ vàng nó để bao vậy toàn là vàng hóa chất không. Đi thử các bạn cũng đâu có biết đâu. Để axit vô nó cũng không có chảy ra. À, tưởng gia đình Ninh là vàng thật nhưng mà thật sự ra đó là toàn là vàng hóa chất không. Toàn là vàng hóa chất không. Khốn nạn vậy đó. Chị ơi chị, hôm nay đài phát thanh nó nói có người kích động toàn dân chống phá xuyên tạc đảng, nói xấu lãnh đạo mà nó không dám nói tên của chị. Nó sợ tiếng nói của chị lắm chị ơi. Kệ mẹ nó đi. Nó sợ thì càng tốt nữa em. Có sao đâu. Chị ơi, nó lên nó nói như vậy nè chị. Chúng tôi cũng đã yêu cầu các nhà mạng nước ngoài tuân thủ nghiêm luật pháp quốc tế và luật pháp Việt Nam. Chúng tôi đã tác động gỡ bỏ gần 5.000 clip trên trang mạng YouTube khi những thông tin này xâm hại lợi ích của đảng, của nhà nước và nhân dân, xâm hại đến quyền của cá nhân, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn cho hay. Gái mày à, mày đi mày à, mày thằng Trương Minh Tuấn, chết mày à mày với tao, thằng khốn nạn, thằng bưng bô, thằng ăn cướp, chửi mày chết mày à, mày luôn cho nó mày mất dài với tao, cho mày khốn nạn với tao. Sao không đăng tên tao lên đi? Mẹ nó ra thấy không làm gì được Lisa rồi. Cái bà đặt thôi, trời ơi ai chấp Lisa. Mẹ Lisa nó không có học hơi sức đâu. Chấp. Đúng rồi. Không chấp để tao chửi cha bắn cái mẹ đang đỉ tao bay được rồi. Khỏi con. Lên thấy không làm gì được tao cái vô cái. Thôi trời ơi là trời. Hơi sức đâu chấp cái hạng người nhưng Lisa. Hạng người mà kể như là nó không có biết cái gì rồi. Thì nên chửi để nó đi. Nó đâu chấp nó đâu. Đúng rồi đó. Tụi bay đừng đâu chấp tao. Cứ để tao chửi hoài vậy đó, tụi bay đừng chấp tao. Để cho bỏ tật, tụi bay muốn chống tao là phải chống thằng Lý Anh Quang. Và chống thế lực nào mà cả gan lớn mật dám ra lệnh để mà bắt tao vào năm 2005 tính rung cây nhát khỉ hù bà nội của tụi bay. Nhưng mà một con người mà cứng cửa như tao, tao đã từng lên trên diễn đàn Pao Thoát năm 2000, tao đào cha với cái mẹ tụi bay lên, tụi bay đã biết tiếng nói của tao rồi. Mà tụi bay giỡn mặt với tử thần, tụi bay giỡn mặt, tụi bay tưởng tụi bay đem nhà tù ra là tụi bay hăm dọa được Lisa. Rốt cuộc rồi tao vào tới trong tù mà tao chửi cha mắng con đỉ mẹ đảng đỉ tụi bay luôn. Tao chửi thẳng ở trong tù luôn. Tao nói bác Hồ dốt tuổi con chồn cho nên bác uống máu luôn của chị em ở trong tù luôn. Tụi bay làm gì tao? Tao chửi thẳng trong tù luôn. Hỏi những người ở trong tù B34 với tao, tao có làm được bài thơ gì không? Cái lũ đầu bộ tụi bay mà bộ chính trị, tụi bay tưởng tao sợ tụi bay à? Hả? Ở trong tù B34 những thằng quản giáo đồ kia nó còn không dám đụng tới tao. Tao ngồi tao chửi cha mắng cái mẹ, nó ngồi nó im ru hết. Bởi vì những thằng thiên lôi sai đâu đánh đó thôi. Tao vô tao ngồi tao chửi đó. Tao chửi ngay ở trong tù luôn, tụi bay làm gì được tao? Bỏ cái thói móc dạ với tao. Cho nên phải coi ma mà bắt mặt.
Những người mà như Lisa không phải là chuyện bình thường. Đừng có đem nhà tù ra mà để hù dọa được tao. Khỏi. Còn mà nếu thù ghét tao quá thì tìm cách giết tao đi. Tao đâu sợ chết đâu. Xời, giết tao rồi một cái hát công lực của tao, tao sẽ tái sanh trở lại, tao làm cha ông cố nội của tụi bay. Có thể là tao làm những này là con của thằng Tập Cận Bình, sao cháu Tập Cận Bình, sau này tao ghi nhớ cái niềm thù này, tao qua tao giết chết mẹ cái lũ đăng đỉ tụi bay. Tao nhói rồi tụi bay, tao giết trên đầu của thằng Hồ Chí Minh. 20 năm sau tao sẽ vấn đề là kêu bằng đó là mẹ nó ra sao, mạng của tao sẽ vấn đề là tái sanh lại làm quốc trưởng, làm đại gia, làm vấn đề là quyền lực chuyển luân thánh vương. Tao đè đầu cởi cổ đăng đỉnh tao bay, tao nhói đầu tao bay, tao dưới cho mặt tao bay, tao bay biết thế nào là lễ độ, bỏ tao bay bỏ tật tao bay mất dạy, tao bay sợ chưa? Đẩy mạnh thông tin tốt trên báo chí để đẩy lùi thông tin tiêu cực ở trên mạng xã hội. Sáng nay, ngày 17 tháng 11, 2017, đại biểu Quốc hội Đinh Thị Kiều Trinh ở tại Nghệ An đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn về việc có hay không chuyện nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo ở trên mạng xã hội khiến cho thằng chó đẻ, vấn đề là kêu bằng Trương Minh Tuấn này phải im lặng mà không nói được một tiếng nào. Sau đó nó nói rằng khi nào mạng xã hội Việt Nam cạnh tranh được với Facebook thì có thể 5-7 năm tới mạng xã hội trong nước mới cạnh tranh được với Facebook. Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Minh Tuấn nói rằng chúng ta sẽ thành lập một cái mạng giống như là Zalo để chúng ta kiểm soát hết thông tin, thì kể như không có thông tin nào để mà nói xấu lãnh đạo đảng. Các bạn thấy hay ghê không? Mẹ nói ra, người ta chất vấn, người ta hỏi khi nào liệu những cái tin mà ở trên mạng mà nói xấu đảng, mà để chửi đảng như vậy đó thì giờ như thế nào? Thì thằng chó đẻ Trương Minh Tuấn này nhìn cái mặt lờ của nó. Nó lên nó nói rằng là khi nào chúng ta đó là vấn đề là thành lập một cái mạng để chúng ta cạnh tranh thì phải mất 5-7 năm. Tức là nó nói trả lời đây nè. Sau đó Trương Minh Tuấn đã nói rằng chúng ta có thể mất 5-7 năm tới đây thì kể như chúng ta sẽ thành lập một trang mạng tương đương như Facebook để chúng ta sẽ cạnh tranh được với Facebook, thì từ đó chúng ta sẽ không còn những thông tin xấu hại hoặc là đọc ở trên mạng xã hội. Bộ trưởng đầu bò Trương Minh Tuấn cũng cho rằng năng lượng đen xấu như là ném đá, nói xấu nhau đang là vấn đề nhức nhối trong nội bộ của đảng và đảng cũng như là xã hội. Nhiều người đã tự tử vì bị bôi nhọ, vì bị ném đá tập thể ở trên mạng. Bây giờ tôi là Bộ trưởng Bộ Thông tin, tôi đầu bò, tôi không biết như thế nào. Trời ơi, nó ném đá, nó lăng mạ, có người phải tự tử. Các bạn nghĩ những cái thằng chó đẻ đầu bò như thằng Cẩm Lú chửi nó lăng mạ vậy nó có tự tử không? Mà thằng chó đẻ này nó lên nó nói cái giọng vậy đó. Bởi tao nói người cộng sản là nó khốn nạn, nó mất dạy. Các bạn thấy lên trên mạng các bạn... Tờ báo mới nó đăng đó. Trời ơi, tờ báo mới nó đăng mới ghê chứ. Tình trạng ném đá tập thể, tung ra lời nói rất là tục tiểu, lăng mạ lãnh tụ Hồ Chí Minh, bất chấp không đặt mình vào nạn nhân. Cho nên xin thưa với cáo cáo các đồng chí rằng khi mà bị ném đá tập thể trên mạng xã hội, lăng mạ người khác, có nhiều đồng chí chịu không nổi đã phải tự tử vì bôi nhỏ. Trời đất quỷ thần ơi, tao chửi tôi bằng ngày lẫn đêm vậy mà tao thấy con chó nào của tôi bay mà tôi bay tự tử đâu, mà mày giả bộ vậy? Thằng Trương Minh Tuấn gái mẹ mày hả? Thằng khốn nạn mất dạy à. Tao chửi thằng chó đẻ trọng lú nó bán nước như vậy mà tao thấy nó có bao giờ mẹ nó ra mà nó tự tử đâu mà mày mất dạy? Mày nói cái chuyện gì kỳ vậy mày? Các bạn vô tờ báo mới các bạn đọc đi. Bộ trưởng Truyền thông và Thông tin Trương Minh Tuấn nói mạng xã hội như con đường, có người tốt người xấu, nhưng mà bị ném đá và bôi nhọ, có nhiều đồng chí ta đã phải tự tử. Tụi bay tự tử, người dân nó ăn mừng luôn nữa.
tao nói chửi mà tiêu bằng những này là lên mạng người ta chửi tơi bời qua lá, mà thằng nào thằng lấy cái mặt tôi bay về như cái tấm đan cầu cá vậy đó, chứ ở đó mà đặt tôi bay tự tử, có thằng chó đẻ nào mà có sĩ diện đâu mà đặt tự tử vậy mà cũng đăng lên tàu báo, nhục chưa đó các bạn thấy không đó, các bạn thấy nó có, các bạn thấy ném đá chửi ở trên đây có bao giờ mà nó tự tử không vậy, cái điều mà nó như vậy đó mà nó dám đưa lên báo chí nó nói đó. Ta coi người dân Việt Nam là nó ngục. Làm gì để người dân gửi 500 tấn vàng cho đảng và 10 tỷ đô la vào ngân hàng? Tờ báo Lao Động Pháp Luật Online đã, đây là tờ báo Pháp Luật Online nha. Đó là câu hỏi được các đại biểu Quốc hội đặt ra tại phiên chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng. Ông Lê Minh Hưng đã nói chúng ta nhổ lông vịt thì phải nhổ làm sao cho con vịt đừng có la, cho nên chúng ta phải tận dụng làm sao mà để cho người dân phải tự giác để mà đem 500 tấn vàng gửi vào để đầu tư cho đảng, đổi lấy vàng giấy và 10 tỷ đô la vào ngân hàng là một điều rất là khó khăn, khiến cho bộ trưởng, nhưng này là kêu bằng là thống đốc ngân hàng của chúng tôi phải ngồi đau đầu mà suy nghĩ để mà hiến kế cho đảng. Mày hiến kế cho đảng đi, mày hiến kế cho đảng đi, làm sao mà nhổ lông vịt để cho con vịt nó đừng có la lên là được rồi chứ gì đâu. Trời ơi là trời. Trời ơi, bữa nay nhiều cái tin ở trong quốc hội người ta đưa cho Lisa coi, cười mà cười té đái trong vườn. Hết trả lời thằng bộ trưởng tài chánh, nó nói dòng do Tam Quốc rồi, con ngựa Nguyễn Thị Kim Ngân bắt đầu nó cảnh cáo 3 lần, nó nắng gần 3 lần, mẹ nó ra rồi, thằng này im lặng. Rồi kế tiếp nữa đang nổi cộm lên là thằng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông bắt đầu nó nói là 5-7 năm nữa là có thể là ở Việt Nam sẽ cạnh tranh được với Facebook, tức là sẽ ra một cái trang mạng giống như là Zalo vậy đó để cho chúng ta chia sẻ. Mà một khi mà đảng và nhà nước đã ra trang mạng rồi thì không ai dám nói xấu đảng với nhà nước hết, tại ở bên nước ngoài như con Lisa vào nói thì lóc mẹ tài khoản ở trên không cho lên, chỉ có để ở trong nước thôi, giống như cái thời của Yahoo vậy đó, khi mà nó mua Yahoo rồi ai vô nói bậy gì đó nó mẹ nó bỏ đi hết trơn, nó delete hết, thậm chí nó đưa qua bên bển nó cũng khóa luôn, không cho nghe mẹ chứ. Hậu quả là xảy ra là giờ không ai vô chơi Yahoo nữa. Giờ nói tới Yahoo người ta kêu là đảng đế. Nói tới Yahoo người ta kêu là đảng đế. Người ta chửi quá trời luôn, bỏ tục mất dạ. Giờ ta đi qua bên Facebook người ta ào ào qua bên đây, người ta vô những cái trang mạng khác người ta chơi. Giờ Yahoo ế cho cái chùa. Rồi bây giờ mà đặt giá vụ 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 bắt đầu là vô Zalo. Mẹ nó ra vô Zalo tưởng sao vô nói chuyện gì nó đều biết hết trơn. Mấy thằng ở Việt Nam đầu bò ngu chết mẹ luôn, đi bắt xì ke ma túy. Lúc nào là kêu bằng là mẹ gọi phone nó không biết được, ở trên tổng đài nó nghe lét tôi bay hết trơn, bỏ cho nên nó bắt được hết trơn. Giống như là thằng chó đẻ luyện cũng vậy, nó ngu đi vô giết người xong rồi cái cầm cái mà bố mẹ ơi con đang ở trên con đường, con chuẩn bị con đi coi biên giới nha. Cái cha mẹ nó nói ừ con cứ đi đi nghe. Rồi cái bắt đầu trên tổng đài nó nghe được cái cuộc điện thoại đó rồi, nó mời cha mẹ lên, cha mẹ lên cái trời tôi đâu nói gì con tôi đâu, nó mày thiệt mày không nói không, dạ tôi đâu nói gì đâu, nó có gặp không, nó nói dạ không gặp. Rồi nó có gọi điện thoại không? Dạ không ạ, à, từ hành nó đi giờ không gọi điện thoại ạ. À. Mày nói láo rồi, mày chết mẹ mà đòi tao là tổng đài, tao nghe con mày hiện giờ nó đang ở trên vùng biên giới, nó gọi mày, mày hỏi nó con đến đâu? Nó nói nó tại trên biên giới, tao chuẩn bị tao bao vây, tao bắt chết mẹ, tao trên chợ tao đụng ngu ngục. Mày muốn nghe không? Tao gỡ con băng nó cho mày nghe. Nhưng mà ở Việt Nam nó đâu ngục nó cho người dân nghe đâu, nó chỉ nắm được tin tức vậy thôi, cho nên nó bà đặt ở Việt Nam vỗ tay trời ơi là trời, cơ quan điều tra phá án hay lắm, trời ơi là trời, thiện xạ được kia, thiệt ra mẹ cái tổng đài nó nằm trên đỉnh nên chẳng mẹ nó nghe lén mẹ đó chứ, đường đi nước bước mặc áo màu gì, chuyển heroin ma túy qua mà mặc áo màu gì, ngụy trang ở đâu, nhận hàng ở đâu, trên tổng đài nó nghe cuộc nói chuyện nó biết mẹ nó chứ, ngục là vậy đó, ngu là vậy đó. Và cái vô cái trời sao nó hay quá ha, mình làm gì nó cũng biết hết trơn, thậm chí giờ giấu ở trong cái này nó cũng biết nữa. Bởi vì sao nó biết được, đâu có thần thánh đâu. Tại chính tụi bay lại ông tôi ở buổi này, đi gọi điện thoại gọi nói chuyện với nó đó, đi ra nhận hàng đi, nó biết hết mẹ, có mẹ gì. Hello chị Lisa, good morning chị. Hôm nay em sẽ cung cấp cho chị nhiều cái tin kinh tế và chính trị quan trọng ở Việt Nam. Sau khi thằng chó đẻ Trầm Lú ký 12 hiệp định với Tập Cận Bình, thì thằng Nguyễn Xuân Phúc cũng ký 2 hiệp định bán luôn Biển Đông với Thủ tướng Tào Cộng Lý Khắc Cường. 2 hiệp định vừa ký tên là Hiệp định Phân Chia Biển Nam Trung Hoa và Hiệp định Ổn định Hòa Bình Trên Biển. Cái tin này như chị nhớ hôm qua, vấn đề là đã đăng rồi mà ta.
Cái tin là như hôm qua chị đã nói rồi phải không? Rồi. Cái tin này hôm qua chị đã đưa rồi, bây giờ để coi, cái tin Việt Nam coi. Đây tin Việt Nam nè. Tin Việt Nam đây. Hội nghị ESA vừa kết thúc vào ngày 16 tây tháng 11 năm 2017 vừa qua. Hội nghị lần này đã thất bại thảm hại vì không thể lên án Tàu Cộng xây căn cứ ở tại Biển Đông trong tuyên bố chung. Nguyên nhân là vì thằng Việt Cộng và thằng Campuchia không đồng ý lên án Tàu Cộng nên cả hội nghị ECHA bị vướng tay không làm gì được Tàu Cộng. Phía Mỹ cũng bất mãn vì hiệp hội ECHA không chịu lên án Tàu Cộng thì Mỹ sẽ không có cái cớ để can thiệp vào Biển Đông. Như vậy thì Tàu Cộng đã thoát mạng được lần này và có thêm thời gian để tiếp tục xây thêm căn cứ trên Biển Đông. Còn khối ECHA bị chia rẽ thành hai phe, đó là một phe thân Tàu và một phe chống Tàu. Phe thân Tàu bao gồm có Đảng Đĩ, Đầu Bò Việt Cộng, Lào và Campuchia. Phe chống Tàu gồm có Malaysia, Indonesia, Singapore, Thái Lan và Brunei. Các nước khác như Philippines, Miến Điện thì giữ thái độ trung lập để mà đu dây Trung và Mỹ để mà được lợi. Cho nên tuyên bố ECHA đã phớt lờ chuyện Tàu Cộng xây đảo ở tại Biển Đông. Bởi thằng Tàu Cộng nó khôn, nó kêu nó giải quyết từ nước một mà. Thôi đi thằng Đạt Nguyễn, mày về mày đứng đây là mày chửi con gái mẹ mày đi, mày đừng có bà đặt mày ở đây. Thằng chó đẻ Đạt Nguyễn, chửi cha mắng gái mẹ mày, bấm sáu hỏi cha bấm ba hỏi mẹ, đây mày chửi tao cho mày ăn cức. Chửi đĩ mẹ mày luôn mà đặt lát bét ở đây chửi tao. Tất cả cái lũ tụi bay đây chửi tao là đều là ăn cức, bún mất đái của đảng, của tao. Chúng mày bỏ tao chửi, chửi đi. Hai, để ban thưởng cho Đảng Đĩ Việt Cộng vì đã nghe lời trong hội nghị ECHA lần này thì thằng Tàu Cộng đã tặng cho Đảng Đĩ Việt Cộng một cái bình sứ Quảng Tây và hứa hẹn tăng cường trao đổi lý luận để làm sâu sắc quan hệ chính trị của hai nước. Bề ngoài là trao đổi lý luận nhưng bên trong là Tàu Cộng khống chế chính trị ở tại Việt Nam và ép đảng viên của Đảng Đĩ Cộng sản phải học theo lý luận của Cộng sản Tàu Cộng. Còn cái bình sứ là mang ý nghĩa nhắc nhở Việt Cộng lúc nào cũng phải coi chừng, nép chuột, sợ vỡ bình để cho bọn thái thú Việt Cộng phải khéo léo trong việc mà giữ nhạy cảm và căng thẳng như thanh trừng nội bộ và đàn áp dân chúng. Để ban thưởng cho Việt Cộng vì đã nghe lời trong hội nghị ECHA lần này, thì Tàu Cộng tặng cho Việt Cộng một cái bình sứ ở Quảng Tây và hứa sẽ tăng cường trao đổi lý luận. Cái bình sứ này mà Tàu Cộng nó tặng cho Việt Nam cũng là một cái bình hù lô. Cái bình hù lô này nó sẽ nhốt những cái thằng chó đẻ nào chống Tàu vào cái bình này. Cái bình này nó còn gọi là một cái bình hù lô mà khi bỏ vào thì đều chảy ra thành tan tành hết. Cho nên tao nói tự nhiên đi qua bên Việt Nam không tặng gì qua tặng cái bình hồ lô. Các bạn thấy vui ghê không? Thảo đề nay á, hình của thằng già hồ đưa qua bên vấn đề là Việt Nam tưởng sao tặng cho một cái bình hồ lô. Các bạn làm chính trị các bạn biết rồi đó. Đó. Các bạn thấy cái bình hồ lô không? Nhốt đầu hết mấy con chó ngục ở tại Việt Nam vô đây đi. Người nhận là thằng chó đẻ Việt Cộng Nguyễn Xuân Thắng. Thằng Nguyễn Xuân Thắng là bí thư Trung ương Đảng, là giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia của Đảng Đĩ Cộng sản. Còn người cho cái bình hù lô này không ai khác là Vương Vi Quang. Vương Quy Vi Va Qua. Thằng Vương Vi Quang này nó là trưởng đoàn Viện Khoa học Xã hội Chính trị Lý luận Thâm sâu của Tàu Cộng. Đúng rồi. Thằng chó đẻ Vương Vi Quang này nó đã đem một cái bình hù lô để mà qua nó tặng cho. Trong cái bình này nó để cái gì? Nó cất giấu cái gì? Có thể đây là một bình rượu độc.
Hoặc đây là một cái bình hồ lô cũng không chừng, các bạn thấy rõ ràng rồi đó. Thời đời nay mẹ thằng Vương Vi Quang là một cái cục mà những này là chất trị thâm sâu ở bên Tàu cộng qua để mà tặng đó. Đây là thằng chó đẻ đây nè đó, thằng cao là thằng những này là cái bằng Vương Vi Quang đó, còn cái thằng nhận là thằng Việt Nam lùng tiệt đứng tới vú của nó nè. Khốn nạn vậy đó. Sau khi được Tập Cận Bình ủng hộ cho giữ cái ghế tới hết nhiệm kỳ, thì thằng Trọng Lú mới dám lên tiếng vào ngày hôm nay. Trước đây khi phe thân Nga nổi lên ăn mừng tháng 10 Nga thì nó lép vế. Cho nên khi Tào Cẩm đã qua, Tập Cận Bình đã qua, cắt băng Khánh Thành cung hữu nghị, thì Trọng Lú đã mạnh dạn lên tiếng. Trọng Lú yêu cầu phải ngăn chặn tình trạng chán đảng khô đoàn nhạt chính trị trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Đây sẽ là một tín hiệu để mà chuẩn bị cho thanh trừng, bởi vì thằng nào chỉ cần nhạt chính trị là thanh trừng, thằng nào không đi theo Trọng Lú sẽ là mang tội chán đảng, hoặc thằng nào mà kể như không bưng bô ăn cức cho Tàu thì sẽ trở thành khô đoàn. Cho nên khẩu hiệu mà đầu bạc Trọng Lú đã tung ra đó là phải ngăn chặn tình trạng chán đảng khô đoàn nhạt chính trị trong đội ngũ cán bộ đảng viên của ta. Tức là trên 4 triệu đảng viên, chỉ cần ai không đi theo Trọng Lú thì cũng sẽ ghép vào ba tội chán đảng khô đoàn nhạt chính trị. Đây là tín hiệu cho thấy đã có nhiều đảng viên đã quá chán ngán cái chế độ đảng đĩ cộng sản và chuyện bát nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lộ ra bên ngoài. Cho nên rất là những người, nhiều người đã chán đảng cộng sản ra mặt. Cho nên Tập Cận Bình đã yêu cầu Trọng Lú phải lên tiếng để mà răn đe. Nên họ chẳng còn thiết tha gì đến với đảng, đến với đoàn hoặc là chính trị ở tại Việt Nam nữa. Tình thế chính trị lúc này hết sức là bế tắc và chán chường cho cả đảng viên và người dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu đăng đàn hôm nay và đã nói rằng phải làm sao mà ngăn chặn chán đảng khô đoàn nhạt chính trị. Nếu không ngăn chặn được thì kể như giết chết cho ta. Sau những ngày im hơi lặng tiếng phe Nga tung hoành thì bây giờ Tập Cận Bình vừa đi qua truyền máu, cho nên thằng chó đẻ đầu bạc đã bắt đầu là lên diễn đàn để mà kêu gọi. Lò lửa của mày đốt nó cũng không có hiệu nghiệm rồi, bây giờ mày phải làm sao đi. Tao nói nhiều ngoạn mục. Giữa lúc chính trị bế tắc rồi rạc chán trường thì đảng đĩ cộng sản lại bị trúng thêm một cú đòn trời giáng từ Liên minh Âu Châu. Ủy ban chống hàng giả của Liên minh Âu Châu đã phát hiện ra thép của đảng đĩ Việt Cộng nhập qua là thép của Tàu Cộng trá hình mà do CIA của Hoa Kỳ đã cảnh báo. Cho nên sau các đợt kiểm tra hàng nhập khẩu từ Việt Nam gần đây, lô hàng thép dán nhãn là Make in Việt Nam nhưng thực tế thì là thép của Tàu Cộng trá hình để trốn thuế nhập khẩu của Liên minh Âu Châu. Sau khi phát hiện ra thì Liên minh Âu Châu đã phong tỏa lô thép trị giá trên 9 triệu đô la Mỹ này. Đảng Cộng sản đang xanh mặt mày chuẩn bị trả tiền cho Tàu Cộng, bởi vì châu Âu đã bắt đầu phong tỏa lô thép trị giá 9 triệu đô la của đảng đĩ Việt Cộng và ra lệnh là tạm ngưng nhập thép của đảng đĩ Cộng sản. Đồng thời Liên minh Âu Châu sẽ tổ chức một cuộc đại thanh tra các hàng hóa nhập từ Việt Nam, có thể dán mạc của Việt Nam nhưng hàng của Tàu Cộng, để tìm ra những hàng nào là hàng của Tàu Cộng trá hình. Nếu mặt hàng nào bị phát hiện là hàng của Tàu Cộng trá hình thì sẽ bị phong tỏa và ngưng nhập khẩu ngay lập tức. Kinh tế và thương mại của đảng đĩ sẽ bị Liên minh Âu Châu trừng phạt nặng nề phen này vì dám đưa hàng Tàu Cộng vào trá hình để qua mặt
của nước ngoài để trốn thuế và lừa gạt người tiêu dùng. Những người nào ở bên châu Âu đó hãy nên mạnh mẽ hơn nữa đi. Đó. Bắt đầu là viết thư được kêu vô người nước ngoài, nó rất ghét. Nó rất ghét là vấn đề là gian xảo như vậy đó. Bắt đầu đổ dầu vô trong lửa chị ở bên Mỹ này, để coi chị coi coi. Mẹ nó vô trong Liên minh Âu Châu đổ dầu vô, nó đập giết mẹ tao mày chưa đó. Nó khi dễ tao bay đó, nó đem hàng quá trời ơi. Thép này đó hả, là nó đem qua bên Tàu. Trời ơi, cả nước Việt Nam tao 100 triệu người đều biết thép này là thép của thằng Tàu cộng. Mà rốt cuộc nó qua nó dụ tôi bay hổm rài quá trời luôn rồi. Trời ơi, gần hơn 40 năm nay nó đem thép, nó đem đồ. Không riêng thép đâu mà nhiều hàng quá, toàn là của Tàu cộng không đó. Rồi bắt đầu là chứa hàng độc để giết chết dân của tụi bay luôn nữa. Cho nên Liên minh Âu Châu tụi bay coi hàng nào của đảng để của thằng Tàu là tẩy chơi đổ xuống dưới biển luôn, cho cá mập nó ăn giọng mẹ nó hết trơn luôn, cho tao tịch thu luôn, phá hủy luôn. Giết tụi bay, giết chúa. Vì xả lũ liên tục và lãnh hậu quả từ Formosa nên Việt Cộng đã sụp đổ nền kinh tế và đang đòi cướp 500 tấn vàng và 10 tỷ đô la của người dân. Ngày hôm nay 17 tháng 11 thì Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Cộng tuyên bố lần này phải huy động hết 500 tấn vàng và 10 tỷ đô la của người dân để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội. Bề ngoài thì nói là huy động có giấy tờ nhưng bên trong là muốn cướp sạch sành sanh 500 tấn vàng và 10 tỷ đô la của người dân quả quá rồi, chứ không bao giờ trả lại. Chiêu huy động vàng này thì thằng chó đẻ Hồ Chí Minh là Hồ Quang đã sử dụng để cướp vàng của người dân miền Bắc trong năm 1945. Sau khi cướp vàng xong thì thằng Hồ Chí Minh ra lệnh đánh tư sản và cải cách ruộng đất để tiêu diệt 250.000 người dân vô tội. Những người nộp vàng bây giờ, bọn Việt Cộng muốn lặp lại chiêu cũ nhằm cướp sạch 500 tấn vàng và 10 tỷ đô la của người dân, sau đó mới đánh tư sản và giết sạch sẽ và cướp sạch sẽ như thằng chó đẻ Hồ Chí Minh đã làm. Vì nhà đầu tư đã biết tin đảng Đĩ Cộng sản sắp bể nợ và sắp cướp 500 tấn vàng và 10 tỷ đô la của dân, nên không ai mua trái phiếu của đảng Đĩ Cộng sản. Trái phiếu ký hạn 5 năm của chính phủ của Việt Cộng không được bán ra một đồng bạc nào trong 3 phiên giao dịch liên tiếp từ ngày 11 tới ngày 13 tháng 11. Đây là tín hiệu cho thấy niềm tin của người dân vào nhà đầu tư và Việt Cộng đã cạn kiệt. Người dân đã bắt đầu là kêu bằng là càng ngày càng thông minh. Rồi trời ơi, không nhờ đó tao bay nói tao nói không được cái gì đó. Rốt cuộc người dân vào khôn ghê không? Trái phiếu vừa đăng lên mẹ ba phiên giao dịch không bán được trái phiếu nào. Mẹ ăn cướp bị lộ rồi. Bởi tao nói nó sợ dữ lắm. Nó sợ tiếng nói khai dân trí của Lisa lắm. Cho nên nha, ai mà ngục mà mua trái phiếu nữa đi nghe không? Đó, ngưng ngay, ngưng tức khắc cho Lisa nha. Thôi, đã lố rồi. Bắt đầu là Lisa hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Khai Dân Trí vào ngày mai. Thân ái chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.